Anh ơi, em bắt đầu làm mốc. Anh không hiểu vì sao phải khoảng cách. Anh cứ có nhu cầu xuống muốn quan hệ với em. Xuống, anh đoán chắc ảnh ở trển, anh đi xuống quan hệ với em. Anh có nhu cầu xuống muốn quan hệ với em. Em không biết từ chối sao để anh không bị cảm giác hắt hủi. Anh nói khoảng cách là gì mà không cho ảnh. Thì ảnh đi ngoài à. Ảnh vẫn đang ngoại tình với người kia. Cô ta là thư ký riêng của công ty riêng của ảnh, là giám đốc. Họ thân mật, đùa nhau ăn, đưa nhau ăn uống, thăm hỏi làm việc suốt ngày bên nhau. Anh chỉ còn về nhà buổi tối. Em hỏi ảnh thái độ đối đầu với hôn nhân, là em có mạnh dạn nói chuyện với ảnh rằng em đã biết anh có người thứ ba không? Thôi rồi, em hỏi ảnh thái độ đối đầu với hôn nhân. À, em hỏi anh thái độ đối đầu với hôn nhân là em có mạnh dạn nói chuyện với ảnh rằng em đã biết anh có người thứ ba không? Bởi ảnh chối. Em ơi, một khi em đã nói là ảnh chối thì có nghĩa là em đã nói cho anh ta biết rồi đó. Tại vì nếu không thì khi mà em nói ra điều đó thì bên trong ảnh biết, là biết rồi, em đã biết rồi, có vậy thôi, hiểu không? Em không cần phải nói ra mới là đối đầu. Đối đầu với cái hôn nhân bị hư của mình không phải là mình ra mình nói tôi thật với ông, tôi đã biết rồi, tôi biết là ông có một người phụ nữ khác ở ngoài. Đó không phải là thái độ đối đầu. Thái độ đối đầu nằm chỗ này nè: em thay đổi mình và em nhận ra là hôn nhân mình bị hư, và em có những cái hành động để xây dựng và sửa nó. Lúc đó gọi là em đối đầu, chứ không phải ra xác nhận với ông là tôi biết ông đang ngoại tình là đối đầu, hiểu không? Đối đầu không phải là phần đi xác nhận với người ta, hay là phần chỉ trích, hay là phần phê bình, mà đối đầu ở đây là với bản thân mình đó, là mình nhận ra là cái hôn nhân này bị hư và mình có những cái hành động thay đổi để sửa chữa nó, thì lúc đó gọi là đối đầu, là mình bắt đầu sửa sai. Nó giống như vậy nè anh Tuấn ơi, cái xe bị hư ở nhà, và cái việc em đối đầu với cái xe bị hư là em chạy ra em trách ông chồng là tại sao ông anh để xe hư. Đó không phải đối đầu. Đối đầu với việc xe bị hư là sửa xe đang bị hư. Em hiểu ý anh nói không? Giả sử như con em nó học không giỏi ở trường đi, và em không hài lòng về điều đó, thì đối đầu với việc con mình đang bị hư là tìm cách dạy nó, hướng dẫn nó làm sao để nó học giỏi. Đó là đối đầu, chứ không phải chạy ra trách ông chồng là tôi biết là ông là không có chăm sóc con để con học con bị hư, con nó học bây giờ không có được giỏi như ngày xưa nữa. Đó không phải đối đầu. Anh cho, bởi anh muốn cho em nắn cái hành động của em á, là mình không xác nhận được mục tiêu cái mình muốn đạt được và làm gì để đạt được điều đó. Ở đây nó phải cẩn thận nha. À, anh có nói cái này với nhiều bạn á, và cái này là cái rất quan trọng, là trong quá trình chỉnh sửa hôn nhân là quá trình cực kỳ nhạy cảm, vì ở trong quá trình này cảm xúc nó đã hư rồi và hành động của mình nó cũng đang sai. Chính vì vậy nó mới tới cái này ngày hôm nay. Do đó là cái quá trình chỉnh sửa xây dựng lại hôn nhân là quá trình rất nhạy cảm, là vì mình đã từng làm sai và sẽ có thiên hướng làm sai tiếp. Cảm xúc hai người đang đau và tiếp tục nè, và đang không có chấp nhận nhau, không có kết nối được. Chính vì vậy cho nên những hành động của các bạn rất là quan trọng, vì nó cực kỳ nhạy cảm. Cho nên cái thời kỳ này là thời kỳ chúng ta phải làm theo những hướng dẫn một cách triệt để, không làm theo cảm xúc. Lặp lại nè: làm theo hướng dẫn chứ không làm theo cảm xúc. Một khi bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn nghĩ là tôi phải đi đánh ghen, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi nên đánh ghen, mà tôi coi đó là hành động của lý trí. No, bạn nghĩ là bạn đang hành động theo lý trí, thực ra bạn đang hành động theo cảm xúc. Bạn nên làm theo hướng dẫn, là vì hướng dẫn là ở trong cái người ta đã đúc ra, người ta biết rồi từ bao nhiêu ca, người ta biết cái này là cái nên làm, ok, và nó là cái khoa học, là cái từ thực tế mà rút ra để làm, chứ nó không phải ngồi suy nghĩ ra nổi đâu. Nó là cái thực tế người ta đã đúc ra, người ta rút ra, thấy là đây là cái nên làm và người ta làm. Cho đó là không ngồi suy nghĩ. Cho đó anh muốn qua cái này, anh nhấn mạnh cho các bạn hiểu, trong cái quá trình mà chỉnh sửa xây dựng lại hôn nhân á, là những cái suy nghĩ mình phải rất là cẩn thận, và những cái tư vấn, những cái kiến thức mình phải cho mình và phải cẩn thận. Nếu mà đây, nếu mà anh không biết em đã được tư vấn riêng chưa, hay là em đang hay là em học qua cái lớp online, hay là em coi livestream em thực hiện, ok. Tuy nhiên đây là, đây là cái mà anh một lần nữa anh cho em một cái chìa khóa để em áp vô, để nó giúp em. Có ba cái khối thái độ mà anh có nhắc các bạn là trong quá trình, cái giai đoạn một của cái quá trình chỉnh sửa hôn nhân, là mình phải áp ba cái nhóm thái độ này vào. Nhóm thái độ thứ nhất là phải thăng bằng đối với bản thân. Và thăng bằng đối với bản thân trong đó nó mở ngoặc, nó có những cái thứ như là đừng để những cảm xúc tiêu cực nó tấn công mình, ok, nên cho mình những cái cảm xúc tích cực. Nữa nè, tập trung vào bản thân, đóng ngoặc lại, đó là cái gọi là thăng bằng, tức là thái độ đối với mình là thăng bằng, ok. Thứ hai là nhóm thái độ, thứ hai là nhóm thái độ đối với chồng, ok. Đối với chồng là cái người cùng mình xây dựng hôn nhân, chứ không phải đối tượng. Đối tượng của mình là cái hôn nhân bị hư,
còn chồng là cái người cùng hành trình với mình để đối đầu với cái đối tượng đó, thì ông chồng thái độ với ổng là tôn trọng. Đối với người chồng phải tôn trọng, vì đó là một cái điểm mà thường phụ nữ bị thiếu rất là nặng. Mà thứ hai là bản chất chồng là to lớn, là làm việc cho gia đình, và đó là cái người ta cần phải có. Ok, do đó đối với chồng thì phải tôn trọng. Và cái thứ ba là đối với cái hôn nhân bị hư là đối đầu với nó, như hồi nãy anh đã giải thích rồi đó. Thì nếu em áp ba cái nhóm thái độ vào tất cả những cái hành động của em, thì em sẽ sàng lọc ra cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đây là cái đoạn mà tư vấn rất là sâu, mà thường anh chỉ tư vấn riêng, anh mới giải thích kỹ thôi. Và em áp ba cái nhóm thái độ đó vào, bất cứ cái gì em muốn làm em cứ áp nó vào, thì em sẽ thấy là có nên làm hay không. Anh giả sử nè, bây giờ mình nói anh ta là tôi đã biết là anh đã ngoại tình, anh đừng chối nữa. À, giống như cái này của em nè, thì em áp vào đi. Khi em làm điều đó, có phải là cái động tác của một người thăng bằng làm không, hay là cái thái độ là thái độ của một cái người mà giống như muốn ăn thua đủ, đúng không? Tức là nếu mà em cảm giác là phải nói rõ với ông là tôi đã biết, là tôi cài camera hay là tôi đã rình rập ông, tôi biết, tôi đã nói chuyện với con kia thừa nhận rồi. Em thấy không? Rõ ràng là nếu người thăng bằng, tức là một người thăng bằng làm sao bây giờ em chạy ra em hỏi gì, giả sử như anh đi, là một người mà không có tức giận gì trong chuyện này chẳng hạn, anh Tuấn ơi có nên nói không? Chẳng có gì, tại sao phải nói được? Tại vì nói điều đó có làm cho anh ta yêu em không? Ờ không. Nếu vậy thì nói làm gì? Em nói điều đó ra có làm cho anh ta cảm giác yêu anh ta về với em không? Ờ không. Thậm chí có thể ngược lại nữa, là tại vì em làm cho anh ta mất mặt á. Tôi biết ông là cái đồ ngoại tình, tôi xác nhận. Cho đó là thái độ đó không phải thái độ của người thăng bằng. Thứ hai nè, em làm điều đó nó có phải là tôn trọng ông chồng không? Hay là làm cho ông bị xấu hổ? À. Mặc dù là sự thật nhưng mà em lại không hiểu được cái sự thật đó, là cái việc anh ta ngoại tình là do cái hôn nhân bị hư. Nếu mà em hiểu được cái nguyên nhân thì việc anh ta ngoại tình là do hôn nhân bị hư, mà do hôn nhân bị hư là do hai người chứ không phải mình anh ta. Cho nên nếu mình bắt anh ta chấp nhận cái cảm giác là anh là đồ ngoại tình và anh phải xấu hổ điều đó, thì có nghĩa là mình đang phán xét người ta và mình phủ nhận cái phần lỗi của mình và mình phóng đại cái phần lỗi người ta lên, đúng không? Cho nên là em thấy là thiếu tôn trọng, thiếu nặng. Và thứ ba nè, làm như vậy có phải là đối đầu với cái hôn nhân đang bị hư không? Không. Và tại vì sao? Đâu có làm tốt cái hôn nhân hết, nó không có sửa cái hôn nhân, nó chỉ có thể làm hư hôn nhân thêm. Ba cái đó, thái độ đó không có cái nào mà nó giúp được hết. Trong khi cái mà em nên làm là cái áp vô cả ba đều đúng, áp vô cả ba đều đúng thì lúc đó là cái nên làm. Chỉ cần một cái không nên làm thì không làm. Và nếu em áp vô em sẽ thấy là không nên, không nên, không nên, nó chẳng được gì cả. Và theo cái kim, cái hướng dẫn của anh á, là cái khuôn hành xử là gì lúc thời kỳ nhạy cảm này, thì em sẽ thấy là em có mạnh dạn nói chuyện với ảnh là em đã biết ảnh có người thứ ba không? Không cần biết. Bây giờ anh ta có biết là em biết hay không, nó không làm hôn nhân tốt. Cái hôn nhân nó chỉ tốt lên khi em và anh ta tập trung xây vào, em tập trung 100% vào phần của em và anh ta, không tập trung vào bên ngoài. Anh biết là cái điều khó, nhưng mà tin anh đi, nó chính xác là cái nên là. Tiếp tục nè, bởi anh chối và anh nói khoảng cách để hai người cân bằng, vậy sao không quan hệ để anh ta đi ra ngoài? Bây giờ đây một cái nữa nè, anh không biết là em học cái làm móc đó như thế nào, em dùng được chữ móc thì anh đoán là chắc em cũng có học cái lớp online hay offline, nhưng mà có vẻ như em chưa vững lắm về cái phần khoảng cách, nên giải thích cho em cái khoảng cách. Khoảng cách đó nó có lý do, cái mốc á nó có một cái lý do rất lớn. Nên nhớ là cái mốc là cái buổi nói chuyện, và sau khi làm cái mốc là em làm triệt để cái điều thứ ba trong cái mốc, triệt để luôn, focus xong đó, cái hướng dẫn rất là rõ, đúng không? Cái mốc nó được đặt ra nó có một cái mục tiêu rất lớn, mà nếu như em không nối cái mốc với cái mục tiêu của nó thì có nghĩa là em làm chuyện trên trời dưới đất, trên trời dưới đất. Tất cả mọi hành động chúng ta đều phải biết là để đạt được điều gì. Cái mốc là một cái rất quan trọng và nó có một cái mục tiêu rất lớn. Nếu như mình làm cái mốc mà mình không nối nó với một cái mục tiêu ấy, thì coi như mình chưa làm được cái mốc. Mục tiêu của cái mốc là gì? Là để nó là cái bắt đầu và định hướng để cho anh ta và em cùng đồng ý xây dựng lại hôn nhân. Nhớ lại coi đúng không? Cái mốc là như vậy. Và để đạt được điều đó thì trong cái mốc em thấy nó có những cái điểm như sau này. Thứ nhất là phải có một cái ngày hiệu lực. Thứ hai là trong cái ngày thời gian từ đó tới ngày hiệu lực thì anh ta, mình đối xử với anh ta như thế nào? Mình đối xử với mình như thế nào, mình đối xử với mối quan hệ như thế nào, thì ở trong cái phần khoảng cách đó, nó là cái phần mà mình đối xử với cái quan hệ. Thì cái khoảng cách là gì? Em quay lại em coi cái bài học đi. Khoảng cách nó chính là những cái tương tác tạo ra cảm xúc. Tức là những cái tương tác tạo ra cảm xúc đó bây giờ mình tách ra, mình cho nó một cái khoảng cách. Mà anh nói là tương tác tạo ra cảm xúc chứ không nhất thiết là khoảng cách địa lý. Em có thể cùng chồng sống chung nhưng vẫn có cái khoảng cách. Và cái thông điệp khoảng cách đó không phải là khoảng cách vì chiến tranh, mà khoảng cách để cho việc được tốt, là vì nó gắn với cái một cái mục tiêu mà anh vừa nói, là một cái khoảng cách đó, là nó khoảng cách đó trong một cái khoảng thời gian nào đó, đúng không?
để đạt được một cái điều là hai đứa mình nhận ra là mình có muốn xây dựng cái hôn nhân này lại không. Nếu không thì sao? Nếu có thì phải gắn vào cái gì, nhớ không? Nếu có thì phải có kế hoạch và hành động để xây dựng lại hôn nhân. Nó phải gắn rõ được như vậy, trong hướng dẫn rất rõ phần đó. Ok. Thế đó là em thấy là cái khoảng cách đó là gì. Ở đây em từ chối tình dục. Để anh cho em một cái tip quan trọng ở đây. Ở đây các bạn nào mà học về hôn nhân, mà đang chỉnh sửa hôn nhân, thì đây là cái quan trọng. Nếu như mà anh ta yêu cầu quan hệ tình dục, theo em đó là điều tốt đẹp hay điều xấu? Nếu bạn nào nói đó điều tốt đẹp thì là đúng. Và nếu như em hiểu được cái mốc đó, thì khi người chồng muốn quan hệ tình dục, cái rất đơn giản là gì? Chốt cái mốc lại. Nhớ cái mốc nó có một cái mục tiêu không? Là chúng ta cùng, nếu như mình muốn giữ cái hôn nhân này thì mình phải đồng ý và xây dựng cái hôn nhân này lại. Nếu anh ta mò xuống anh ta quan hệ tình dục, thì em có thể từ chối một cách rất nhẹ nhàng và nói rằng em nghĩ rằng thực ra em rất mong muốn điều này. Thực ra anh chắc anh không biết được đâu, chứ em cũng mong muốn lắm luôn. Nói thiệt cũng kềm lòng lắm, ham lắm. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như mình quay lại với nhau thì mình phải có một cái kế hoạch và hành động để chúng ta xây dựng lại cái hôn nhân này. Em chốt cái mốc, nhớ không? Giả sử như mình đặt ra một cái ngày nào đó mà nếu như anh ta quay lại, anh ta cứ đòi, thì chúng ta chốt cái mốc, vì đó là cái hành động muốn rút ngắn lại. Do đó ở đây á, em căng anh ta theo cái kiểu bây giờ có khoảng cách. Sai bà nó cái mốc rồi. Mình chưa đồng ý điều đó là vì mình muốn anh ta nhận ra là anh ta và mình nên đồng ý xây dựng lại cái hôn nhân này. Và nếu như anh ta đòi quan hệ, anh ta muốn rút ngắn khoảng cách, thì mình nói với anh ta nếu mà mình đồng ý xây dựng lại cái hôn nhân này thì cái chuyện này là chuyện tốt đẹp. Do đó là nếu như em làm điều đó, em đồng ý với anh ta và anh ta nói ok anh muốn mà, anh ta nhẹ, thì lúc đó em có thể nói ok, nếu vậy mình qua giai đoạn 2 và hai người có thể bắt đầu lại cái quan hệ đó, bỏ khoảng cách đi và bắt đầu lại là qua giai đoạn 2, thì giai đoạn 2 nó cần hai người nối lại mà. Do đó em thấy là cái giai đoạn 2 là giai đoạn hai người cùng có hành động xây dựng lại hôn nhân, thì lúc đó nó nối lại là hợp lý. Tức là anh ta, em chốt giai đoạn 1, anh ta nói ok em muốn giai đoạn 1, anh đồng ý mà, tôi bây giờ vô ngủ với anh đi, thì ngay lúc đó ok và chốt được giai đoạn 1, sau đó về ngủ nhau rồi qua giai đoạn 2 anh ta đã đồng ý rồi. Do đó là anh cho em cái đoạn này tiếp để em biết về làm cái gì cho chính xác cái mốc. Mà phải cẩn thận nha các bạn, trong cái giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Anh khuyên em nên liên hệ với The Love Healer để được tư vấn cho cẩn thận cái đoạn này, ok? Nó mới chính xác được. Em đang trong một cái giai đoạn tốt đó, anh nghĩ cái hôn nhân của em nó có thể sửa được và nó đang có dấu hiệu tích cực, đừng làm hư nó uổng lắm nha. Ok, rồi qua câu kế tiếp. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.